Cái gì? Viên Thiệu to gan, dám dẫn 50 vạn binh muốn đoạt Hứa Đô ta. Phát động 50 vạn binh cùng tiến bằng đường thủy, muốn chiếm lấy Hứa Xương, hang ổ của Tào Tặc. Truyền lệnh, quân mai phục lập tức vào tháp tên, đánh lùi Viên Thiệu. Đã đoán trước được Viên Thiệu sẽ tiến quân như thế, xây tháp tên chẳng ngay trước mặt. Ta còn một nhánh kỵ binh ngay phía sau hắn. Mau bảo Hứa Chữ tấn công chính diện, hai quân trước sau tạo động chìm, để Viên Thiệu có đến không có về. Khá lắm Tào A Mạn, quỷ kế đa đoàn, ta trúng kế rồi. Viên Thiệu muốn diệt gọn ta sao? Không dễ thế đâu. Chơi Tam Quốc cần dựa vào chiến thuật binh pháp.